Tính đến thời điểm này, 18 tháng 3 đã có hơn 1.700 trẻ ở Bắc Ninh được làm xét nghiệm sán lợn, trong đó đã xác định 209 ca dương tính. Đây vẫn chưa phải là con số cuối cùng bởi nhiều phụ huynh vẫn tiếp tục đưa con lên Hà Nội để xét nghiệm. Thậm chí cũng đã có giáo viên được xác định là có nhiễm sán. Thông thường thì các cô giáo cũng ăn chung thực phẩm với các cháu ở trường mầm non. Vâng, những diễn biến mới đây cộng với sự chậm trễ của chính quyền, ngành y tế, giáo dục của Bắc Ninh khiến sự hoang mang lo lắng của các phụ huynh ở Bắc Ninh không những không lắng xuống mà dường như ngày càng tăng thêm. Nhiều phụ huynh bức xúc đồng thời gửi đơn đến các cơ quan chức năng yêu cầu khởi tố. Tại trường mầm non xã Mão Điền, huyện Thuận Thành ngày hôm nay còn xảy ra cảnh hỗn loạn khi hàng trăm phụ huynh bức xúc đòi gặp hiệu trưởng nhà trường. Sáng nay 18 tháng 3, tại một số điểm thuộc địa bàn xã Mão Điền đã tổ chức lấy máu xét nghiệm cho học sinh các trường mầm non trên địa bàn. Trong khi các nhân viên y tế lấy máu xét nghiệm, thì hàng trăm phụ huynh đã kéo đến phòng hiệu trưởng, yêu cầu bà này trả lời về những nghi vấn xung quanh việc nhà trường nhập thực phẩm bẩn nấu cho trẻ ăn. Lúc đầu đã xảy ra xô xát nhẹ, sau đó lực lượng công an đã nhanh chóng đến hiện trường. Trong khi đó, tại Thanh Khương, nhiều phụ huynh học sinh đã viết đơn đề nghị khởi tố hình sự vụ việc để điều tra làm rõ nguyên nhân. Nhiều phụ huynh còn cho biết công ty Hương Thành, đơn vị giao thực phẩm cho nhà trường, đã nhiều lần biết là thực phẩm bẩn nhưng vẫn cố tình giao cho trường mầm non xã Thanh Khương và 18 trường khác trong huyện Thuận Thành. Tổng cộng số học sinh sử dụng thực phẩm là gần 10.000 em. Những phụ huynh này còn cho rằng hiệu trưởng trường mầm non xã Thanh Khương đã tiếp tay cho công ty Hương Thành nhiều lần nhập thực phẩm bẩn của công ty để làm thức ăn cho các cháu.